Thưa sư, con muốn tu tập nhưng con còn sân nhiều quá. Thấy người làm việc ác dù không liên quan đến con vẫn sân. Thưa sư, nếu con ít ra đường, một lòng ở nhà tu tập tránh những thị phi ngoài xã hội hoặc bớt thấy những chuyện xấu ác thì có tốt không? Con từ khi biết tu tập, con cũng ít nói chuyện, tiếp xúc, giao lưu với người khác vì nhiều người họ không biết Phật Pháp. Họ chỉ nói chuyện ngoài đời hay những chuyện ác và sai giáo lý Phật dạy. Con làm vậy có sai không sư? Vì khi tiếp xúc, nói chuyện với người khác, tâm con có thể sân hoặc sanh phiền não. Trước khi trả lời đó, sư có một vài góp ý, một cái thiện chí như thế này. Trong những trường hợp mà mình cần nghiêm túc, mình nói chuyện nghiêm túc ha, và những trường hợp á, cái đối tượng mình nói đó nó không phải là bạn bè đồng trang lứa để mà mình có thể giỡn chơi. Trong những trường hợp đó đó, quý vị không có nên viết tắt và viết những cái ngôn ngữ ký hiệu, bởi vì nó không thể hiện cái sự tôn trọng và cái sự nghiêm túc trong cái vấn đề mà quý vị muốn trình bày. Quý vị có thấy một cái bài báo nào đó mà họ xài những ngôn ngữ ký hiệu đó, những cái bài báo chính thống ấy, mà họ xài những ngôn ngữ ký hiệu như vậy không? Hoặc là quý vị có thấy là một cái văn bản nào của nhà nước phát hành mà họ có những cái ngôn ngữ ký hiệu như vậy hay không? Cái vấn đề ở đây đó là cái cách mình sử dụng ngôn ngữ, nó thể hiện cái tình huống mà mình đang ứng dụng. Trong những tình huống mà mình cần nghiêm túc, hoặc trong những tình huống mà mình thể hiện cái sự tôn trọng, thì đó là việc nên làm ha. Và thậm chí đó, ngay cả những cái từ viết tắt thì ở trong những cái văn bản hành chánh thì nhà nước cũng hiếm khi nào mà sử dụng cái từ viết tắt, hoặc là nếu có thì cũng phải có định nghĩa đấy. Thành ra là nên tránh ha. Cái này là tốt cho quý vị sau này khi mà liên hệ, tiếp xúc, làm việc với bên ngoài xã hội. Bởi vì đó ở ngoài xã hội thì không phải mọi người lúc nào cũng sẵn sàng hướng dẫn quý vị bằng một cái tâm từ, mà có khi là mình sẽ phải va vấp và mình phải chịu những thiệt thòi thì mình mới học được những cái bài học tương tự như vậy. Quay trở lại vấn đề đó. Chúng sanh có 6 hạng căn tánh: tham, sân, si, tầm, tính, trí. Và khi mà chúng ta sân nhiều ấy, thì chúng ta có cách tu tập của cái người nhiều sân. Cái cách đó thì sư có nói ở trong cái loạt bài giảng của cái lớp Phật Pháp Nền Tảng, trong cái bài là 6 hạng căn tánh chúng sanh. Sẽ lấy ví dụ như cái người căn tánh sân nhiều á, họ cần phải chuẩn bị một cái môi trường nó phù hợp với họ, và nó hạn chế tối đa những cái điều khiến cho họ bực mình. Ví dụ như họ nên tránh những người mà nói những chuyện họ không muốn nghe, nên tránh những cái chỗ mà họ thấy những cái điều mà họ không muốn thấy thì nên tránh đi. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có thể phù hợp với cái lối sống một mình nha. Sư đồng ý là sống một mình ấy, thì nó hạn chế rất là nhiều cái chuyện mà va chạm với những người không có nên gặp, không có cần gặp, không muốn gặp. Nhưng mà có những người đó, họ sống một mình thì họ sống được, nhưng có những người họ sống một mình họ không sống được. Thành ra phải cẩn thận. Cái điều kiện cho một người có khả năng sống một mình đó, đó là gì? Thứ nhất là họ là người phải giữ giới trong sạch. Cái giới quý vị phải có khả năng giữ gìn trong sạch. Cái thứ hai đó là quý vị phải có một sức khỏe tốt. Cái thứ ba đó là phải tránh cái thái độ là khen mình chê người. Đó là 3 điều căn bản. Tại sao vậy? Thứ nhất ấy, là phải giới hạnh trong sạch. Bởi vì sao? khi mà quý vị ở một mình ấy, quý vị không tiếp xúc gần với thầy bạn thì quý vị rất khó có cơ hội sám hối và rất khó có cơ hội làm mới lại cái giới của mình. Thành ra khi mà quý vị lỡ quý vị phạm giới đó thì quý vị chịu thua. Mà nếu như quý vị sống với một cái tập thể đó thì quý vị có khả năng là sinh giới rất là dễ dàng. Và khi mà mình có vấn đề về giới đó, người khác sẽ nhắc nhở mình, người khác, và khi mà mình sống chung ấy thì mình sẽ có ý thức mình hơn là mình ở một mình. Bởi vì ở một mình đôi khi là mình nghĩ là không ai thấy mình hết, thì mình muốn làm cái gì thì mình làm, và mình rất dễ đi vào một cái lối sống không có kỷ luật. Bởi vì thích làm cái gì thì làm mà. Nhưng mà khi mình sống giữa một tập thể đó, đương nhiên ở đây là một tập thể đáng sống nha, thì một tập thể thì sẽ người khác sẽ nhìn mình, thì mình sẽ biết và mình sẽ tập cái cách sống như thế nào đó để mọi người nhìn cho được. Cái thứ hai là phải có sức khỏe. Bởi vì sao? Sống một mình ấy, những cái khi mà trái gió trở trời, những khi bệnh hoạn, những khi đau nhức, đó là những khi mà mình yếu lòng nhất nha. Thứ nhất là mình cần cái người hỗ trợ. Tôi nói có những chuyện mà trong đời sống tu hành 12 giờ khuya, 1-2 giờ khuya, có khi một cái vị sư gõ cửa, hình như là khoảng 2 giờ sáng vậy, hoặc là 12 giờ khuya 2 giờ sáng, sẽ không nhớ mấy giờ. Sư mở cửa thì vị này nói đau đầu, sư mới mời vô phòng, mời vô cốc. Và sư rờ cái người vị này, nó lạnh toát, và vị này nói là rất là nhức đầu. Thì sư thấy là đầu tiên là cần phải giữ, có thể vị này đang bị hạ thân nhiệt ấy. Thì sư phải giữ ấm cho vị này, làm mọi cách để cho vị này nóng người lên, để cho ấm người lên, và sau đó làm xoa đầu rồi coi như là sơ cứu để cho giúp vị này có thể tốt hơn, và uống thuốc. Đấy, thì quý vị cần phải có một sức khỏe tốt nếu quý vị sống một mình ha. Sống tập thể nó có những cái lợi như vậy đó. Thí dụ như nửa đêm trái gió trở trời mình có thể có người giúp, hoặc là thậm chí nhiều khi mình bệnh ấy, mình cần ai đó nấu dùm cái nồi xông hơi, hoặc là cạo dùm cái lưng, phải có người giúp. Đấy, thành ra phải có sức khỏe tốt. Và cái điều kiện thứ ba đó, đó là mình phải tránh được cái thái độ là khen mình chê người. Tức là mình thấy xung quanh không ai tu hết trơn, có mình tu, mình là cái người giỏi nhất ở đây, mình là cái người có tu hành, có giới, có định, có tuệ, xung quanh không ai tu hết trơn. Phải tránh cái thái độ đó. Nếu như mình còn cái thái độ đó, mình không sống một mình được đâu. Bởi vì sao? Bởi vì mình giữ cái thái độ đó mà mình sống một mình ấy, thì mình chỉ làm tăng trưởng cái lòng ngã mạn mà thôi. Thì mình càng tu, cái ngã mình càng lớn. Thì đó là điều nên tránh ha. Đương nhiên ba điều này thì dù cho sống một mình hay không sống một mình thì vẫn nên có. Nhưng mà đối với người mà muốn sống một mình ấy thì phải hội đủ những điều kiện này. Ngoài ra còn những vấn đề nữa, ví dụ như bản thân quý vị phải có chánh kiến, phải có pháp để mà là nơi đương tựa. Bởi vì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói là hãy lấy pháp và luật là nơi đương tựa cho chính mình, để tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một ai. Cái nương tựa chính mình ấy là nương tựa vào pháp và luật, và cái khả năng tự kỷ luật của mình ha. Thành ra cái việc mà quý vị ít giao du á, thì nó cũng là điều có thể thực hiện được. Nếu như mà những cái người mà quý vị giao du, quý vị thấy là họ không đáng để mà mình phải bỏ thời gian, phí thời gian. Ví dụ như họ toàn nói những chuyện không có lợi ích, họ toàn làm những cái chuyện ngu xuẩn, thì mình không cần phải tốn thời gian với họ. Đấy. Rồi nhưng mà đó, bản thân mình ấy phải là người tự mình có khả năng nương tựa pháp, và tự mình phải là người có chánh kiến. Sẵn một điều nữa sư cảnh báo quý vị là nhiều người họ tự tin là họ có chánh kiến, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Thành ra phải học nhiều nha, học nhiều kinh luật A Tỳ Đàm. Bây giờ những lớp giáo lý có rất là nhiều, quý vị nên học. Bởi vì khi học như vậy quý vị mới có chánh kiến, mới biết được là những cái hiểu của mình xưa giờ nó đúng hay nó sai. Bây giờ sống một mình nó cũng đơn giản, bởi vì chúng ta có mạng, có internet thì chúng ta có thể lên mạng chúng ta học được, vẫn được. Cho nên ấy, nói gì thì nói thì vấn đề vẫn là do mình tự xét mình coi mình có đủ khả năng hay không. Còn vấn đề mà giải quyết cái tâm sân ấy thì phải rèn luyện thôi, rèn luyện để phát triển cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xã. Quý vị là người tại gia cư sĩ hay quý vị là tu sĩ cũng phải như vậy, phải tu tập 4 vô lượng tâm để từ từ á, nó giảm cái tâm sân của mình. Bản thân sư cũng sân nhiều lắm chứ không phải là không sân đâu. Và một số vị đánh giá sư á, là thậm chí là người học với sư cũng đánh giá sư là người khó tánh. Nhưng mà bản thân sư hay quý vị cũng vậy, phải tập 4 vô lượng tâm để chi? Bớt dần cái sân của mình xuống. Và khi đụng chuyện ấy thì mình phải ngay lập tức mình phát hiện cái tâm sân của mình. Và ngay lập tức mình phải có giải pháp mình tự cứu mình, tức là mình tự giải quyết cái tâm sân của mình. Khi mà quý vị không thấy được tâm sân của quý vị là quý vị sai một bước. Khi quý vị không có khả năng giải quyết tâm sân của mình vào thời điểm đó, quý vị sai bước thứ hai. Khi quý vị để cái lời nói, hành động hoặc suy nghĩ xuất phát từ tâm sân của nó ra ngoài là cái sai thứ ba. Thành ra phải tập thôi, chứ không có ai mà tự nhiên mà có hết trơn á. Người không phải ăn một bữa cơm mà tự nhiên lớn lên phỏng phao đâu ha. Đó, phải ăn hàng ngày, phải tập hàng ngày, phải rèn luyện hàng ngày, phải rèn luyện thường xuyên thì quý vị mới có khả năng làm được chuyện đó. Cho nên lời khuyên của sư là chọn lựa một cái môi trường thích hợp, tránh gặp những cái người không thích hợp, và nên chuẩn bị cho mình những cái hành trang, những tư lương, những sự chuẩn bị cho nó hợp lý. Nên có sẵn cái nền tảng giáo lý, và nhất là nên thực hành 4 vô lượng tâm. Khi mà quý vị có thực hành 4 vô lượng tâm ấy, quý vị gặp những trường hợp mà lẽ ra là mình nổi sân ấy, quý vị có thể phát hiện tâm sân và sau đó thực hiện cái tâm từ của mình đến đối tượng. Trong những trường hợp mình không làm được tâm từ đến với đối tượng, mình có thể phát khởi tâm bi đến đối tượng. Hoặc không tâm từ được, không tâm bi được, mình làm cái tâm xã đối với đối tượng cũng vẫn được. Nhưng mà phải tập nha, không thực hành thì quý vị không làm được chuyện đó đâu.